Bà gì vậy Võ? Dạ bà Bùi Phấn. Bà học được bao lâu rồi? Dạ hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi đúng không? Dạ. Bài này là được là bài thứ mấy? Dạ bài này là bài thứ hai con học rồi. Rồi, với lại thêm một bài solo nữa đúng không? Dạ. Rồi, con đào cho thầy coi. Dạ. Thấy thầy viết bài Bùi Phấn rơi rơi có hề bụi nào rơi trên bục vàng có hề bụi nào vương trên tóc thầy em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm vì Bùi Phấn cho em bài học hay mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy vô khi em tuổi còn thơ. Dạ rồi. Chào, thấy ok không? Dạ ok. Dễ hiểu không con? Thì dễ hiểu. Rồi, trong bài này mình sẽ học tiếp cái bài đó ơi ha. Dạ. Rồi, ok. Chào đi con, chào cái.